Gia đình mình vui bất thình lình. Phương đau đớn khi biết anh Công bị bệnh. Một cuộc chạm mặt đầy bất ngờ khiến cho cả hai bối rối. Sau giây phút thổn thức, bốn mắt nhìn nhau, Công giật mình khi nhớ rằng mình đã bị bệnh. Anh đã tất tả bỏ chạy lên phòng. Nhìn thấy ánh mắt và hành động của Công, sống ngần ấy bao nhiêu năm, Phương biết rằng anh Công đang có chuyện. Cô đã đuổi theo và đau đớn khi thấy tờ giấy mà Công đang cầm trên tay là kết quả của một đợt xạ trị ung thư. Sau màn lấy độc trị độc, chùy và lầy của gia đình, Công đã vượt qua được giai đoạn trầm kha sầu cảm và bắt đầu vui vẻ với cuộc đời. Anh đã nhận ra được giá trị của tình thân. Anh biết rằng cả gia đình đang lo lắng quan tâm cho mình chứ không phải là thương hại. Công tự hứa sẽ cố gắng vui khỏe trở lại để không phụ lòng cả gia đình. Một nửa tâm bệnh xem như đã được chữa lành. Tuy nhiên, trong Công vẫn còn một nỗi buồn u uất khác, đó chính là Phương, người phụ nữ tuyệt vời mà anh đã đánh mất trong tiếc nuối cũng chỉ vì quá yêu cô ấy, không muốn cô ấy phải chịu đau khổ gánh nặng vì mình. Giờ đây, khi hay tin từ bác sĩ mọi kết quả đều tốt, hoàn toàn có thể chữa khỏi, trong Công lại lấy những niềm xao xuyến vì đã ly hôn Phương. Anh lững thững bước vào nhà thì bắt gặp ngay một bóng hình đang đứng chình ình giữa cửa. Quá đỗi bất ngờ, không chỉ ú ớ tiếng gọi thổn thức của con tim. Phương. Để rồi, bốn mắt nhìn nhau đầy những tâm tư, đầy những yêu thương và giận hờn. Để rồi, hai trái tim đều đập loạn nhịp. Trải qua những tháng ngày dày vò, nhớ nhung, Công như muốn chạy lại thật nhanh, ôm chầm lấy Phương vào lòng. Nhưng rồi tỉnh giấc, sực nhớ ra đang cầm bệnh án trong tay. Trong phút chốc, Công bánh tráng lại trở mặt vô tình, lảng tránh đi ánh mắt của Phương, rồi tự nhiên trong người lại phọt ra một câu hỏi vô tình. Em lên đây làm gì? Phương ngại ngùng quay mặt. Dạ, em nghe chị Hà nói mẹ ốm nên lên thăm mẹ. Công thoáng chút hụt hẫng, rồi đoạn. Anh bối rối. Thế chị em chơi đi, anh lên phòng đây. Nhìn thái độ anh Công là lạ, đầy hoài nghi, lại thu thu giấu giấu bao giấy trên tay, không giống với tính cách của anh hàng ngày. Phương đầy nghi ngờ nhìn sang Hà và Trâm Anh. Cả hai đứa cũng cúi đầu, nét mặt như đang giấu giếm điều gì đó. Phương vội chạy theo. Anh Công, em có chuyện muốn nói với anh. Công giật mình, chẳng lẽ cô ấy biết tất cả rồi sao? Em về đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Công rảo bước đi nhanh, Phương chạy theo sau. Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Công quay lại, Phương đã đứng sau lưng. Anh không. Đoạn, Phương giật tờ giấy trên tay khiến Công giằng lại nhưng không kịp. Phương dở ra. Kết quả xạ trị ung thư, Nguyễn Văn Công. Phương sững sờ. Anh bị ung thư. Tại sao anh không nói với em? Tại sao cả nhà đều không ai nói với em cả? Phương rưng rưng nước mắt nhìn Công đầy chua xót và hờn giận. Còn rau nào mà hại? Quá hại hết rồi. Nên mình lấy đẹp rồi. Vâng lắng mình lấy đẹp rồi. Còn xa nào là có hóa đâu. Ơi!
Lấy đi. Thôi tay mà lấy rồi giúp. Không thấy được cái làm sao lấy được. Chứ còn mọn gì mà xả đó. Nhiều nhiều cây trong xả trong đây nè em đấy. Mỗi cây nhỏ ít còn ít bữa nên anh đẻ. Nữ công ra chạy nhỉ. Lớn lột ngoài luôn ta. Chẳng là món chả băm lớn lột. Sáng thì chẳng ăn mới tội được này. Ừ, bứt liên tục mới đẻ. Đã nhổ 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 cả gốc lên này. Khó quá đeo cái giáo mà cắt. Ơi. Mấy thằng tăng gian như là một món. Mấy quả nhiều lắm. Mà trồng thêm mấy cây nữa. Anh quay cho. Đây, quả này ơi. Nhiều quả lắm này. Ừ. Quả nhiều lắm này. Quả rơ, tốn đi. Mượn cho nó đi rơ, nhỏ nhỏ cho nó rơ. Như ông có một con mỡ ngon đẹp. Bơ. Ơi. Thế con lấy đi cái này chứ không lấy được. Khó thì con cầm lấy với con lớn đấy rồi. Là cây ăn được, quả ăn được, tức là cây ăn được. Cây ngon mà chả không bơ nữa là bắt ra lên. Nó nóng hẹo. Thôi bỏ ra đi. Đi anh nhớ quê thì nhớ. Cái vật đất bên đây như kiểu cây ăn tốt nhưng nhìn mà không có quả bên này.